vòi trứng đóng một cái vai trò chức năng quan trọng trong việc sinh sản. Vì và hiện nay có một số những người không may mắn thì chúng ta phải cắt vòi trứng. Vậy thì sau khi cắt vòi trứng rồi thì các bạn còn có cơ hội làm mẹ hay không? Thì xin mời các bạn lắng nghe video chia sẻ của mình ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình là Teresa Mỹ, người chia sẻ trong chuyên mục Người Hiếm Muộn Hạnh Phúc, là một bà mẹ hiếm muộn với hành trình 11 năm đi tìm con. Chính vì vậy mình đã lập kênh YouTube này, và đây là nơi mình chia sẻ những kinh nghiệm xoay quanh chủ đề hiếm muộn, và cũng là nơi giúp chị em phụ nữ của chúng ta trở nên tự tin hơn, hạnh phúc hơn trong cái hành trình phía trước, hành trình làm mẹ của mình. Thì vòi trứng là gì và tại sao chúng ta lại bị cắt vòi trứng, và sau khi cắt vòi trứng rồi thì cái cơ hội làm mẹ của chúng ta có còn hay không? Thì xin mời các bạn lắng nghe từng phần chia sẻ của mình ngày hôm nay. Thứ nhất thì vòi trứng là gì? Vòi trứng nó là một cái cơ quan chức năng sinh sản của người phụ nữ, và nó đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc là đưa trứng từ buồng trứng vào trong buồng tử cung. Và vòi trứng này cũng là nơi mà diễn ra cái quá trình thụ tinh giữa tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ. Và sau khi thụ tinh xong thì trứng có một cái chức năng là đưa cái trứng đã thụ vòi trứng có một cái chức năng là đưa trứng đã thụ tinh vào trong buồng tử cung để thai nhi phát triển. Vậy thì khi mà chúng ta cắt vòi trứng đi rồi thì chúng ta còn có cái khả năng được làm mẹ hay không? Thì cái việc cắt vòi trứng này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là bạn bị cắt một vòi trứng hay hai vòi trứng. Nếu như bạn bị cắt một vòi trứng thì cái việc mà cái chức năng của vòi trứng kia vẫn được duy trì và chúng ta vẫn có thể có thai tự nhiên được. Và tại sao thì chúng ta lại bị cắt vòi trứng? Thì có ba cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta bị cắt vòi trứng nó có thể là gì? Do cái việc mà chúng ta bị trường ngoài tử cung. Vậy trường ngoài tử cung này như thế nào? Tức là trường ngoài tử cung là khi mà trứng của bạn và tinh trùng của chồng gặp nhau và nó xảy ra cái quá trình thụ tinh ở trong ngoài trứng ấy. Và khi xảy ra thụ tinh vì một cái lý do nào đấy, nó lại không di chuyển vào trong cái buồng tử cung mà lại phát triển ngay tại vòi trứng và phát triển lên. Và khi mà thai phát triển lên thì nó gây ra cái hiện tượng đó là cái việc mà trưởng ngoài tử cung, và có thể nguy cơ là có thể vỡ cái vòi trứng và ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Vì chính vì vậy là bác sĩ sẽ can thiệp cắt vòi trứng của bạn. Và trường hợp thứ hai nữa là có thể là do vòi trứng của bạn bị viêm nhiễm nặng. Thì cái việc này nó có thể là do bạn là thứ nhất là có thể là do bị viêm nhiễm phụ khoa này, chúng ta bị viêm nhiễm phụ khoa rồi viêm nhiễm một cái số cái bên trong của mình ấy, và nó dẫn đến cái việc là viêm nhiễm ngược vào trong, và nó gây ra viêm nhiễm vòi trứng, thì cũng là một trong cái nguyên nhân mà gây ra ứ dịch vòi trứng hoặc là viêm nhiễm nặng vòi trứng mà chúng ta phải cắt vòi trứng. Và thứ ba nữa là nếu như mà bạn mắc một cái bệnh gì đó ảnh hưởng đến vòi trứng hoặc liên quan chính cái vòi trứng thì chúng ta phải cắt vòi trứng. Vậy thì sau khi cắt vòi trứng rồi thì chúng ta có cơ hội làm mẹ hay không? Thì như vừa trước mình có chia sẻ là đối với những người phụ nữ mà cắt một vòi trứng thì chúng ta vẫn có cái cơ hội là thụ thai bình thường, bởi vì tinh trùng, nếu như mà tinh trùng trứng dụng ở cái vòi trứng còn lại của bạn và tinh trùng gặp trứng thì cái vòi trứng ấy vẫn giữ cái chức năng là đưa trứng đã thụ tinh vào trong buồng tử cung và bạn vẫn có thai bình thường. Còn trong cái trường hợp mà bạn phải cắt hai vòi trứng rồi thì bạn vẫn hoàn toàn có khả năng làm mẹ, bởi chúng ta ngày nay khoa học phát triển thì chúng ta có những cái biện pháp, và cái biện pháp đó là biện pháp làm IVF, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm. Thì cho dù là không có vòi trứng nhưng mà bạn vẫn có cái bạn vẫn được lấy trứng từ trong cơ thể của mình ra thụ tinh với tinh trùng người chồng bên ngoài rồi lại đưa vào trong buồng tử cung của bạn, và trứng sẽ phát và phôi thai sẽ phát triển thành thai nhi. Tuy nhiên thì cái việc mà làm thụ tinh trong ống nghiệm
thì cái nguy cơ của nó cũng như là cái sự thành công của nó, cái tỷ lệ thành công của nó không cao. Không phải là khi không phải là bạn sẽ có thai một cách gọi là ngay được, mà có thể chúng ta cũng có thể là chúng ta may mắn thì chúng ta có luôn, mà không thì chúng ta sẽ phải chờ đợi. Tại vì tỷ lệ thành công của nó chỉ chiếm khoảng 30-50% mà thôi, và nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là độ tuổi của các bạn. Vì thế cho nên là cái việc mà chúng ta không có hỏi chúng ta vẫn có cái cơ hội để làm mẹ. Thì bây giờ ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn, thứ nhất là cái hỏi chứng là gì này, thứ hai là những cái nguyên nhân mà chúng ta phải cắt hỏi chứng, và khi cắt hỏi chứng rồi thì chúng ta vẫn hoàn toàn có cơ hội để được làm mẹ, nên là các bạn cứ yên tâm. Vì sao ngày hôm nay mình chia sẻ đến đây là hết. Nếu như các bạn cảm thấy là những cái chia sẻ của mình thú vị thì xin mời các bạn ấn link theo dõi để tiếp tục lắng nghe những video chia sẻ của mình. Và lần sau, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.